Một tàu hàng chật bánh khỏi đường dây ở Đà Nẵng, hàng trăm hành khách trên tàu khách được trung chuyển từ ga Lăng Cô Thừa Thiên Huế và ga Đà Nẵng và ngược lại. Theo Phòng Quản lý An toàn 2 Cục Đường sắt Việt Nam, sự cố xảy ra vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 1 tháng 11, có 3 toa của một tàu hàng bị chật đường dây. Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị điều độ chạy tàu thực hiện phong tỏa hiện trường. Đơn vị quản lý đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt, quản lý an toàn đường sắt đã huy động phương tiện nhân lực đến hiện trường thực hiện cứu hộ. Đại diện ga Đà Nẵng cho biết, trong tối qua và sáng nay ngày 2 tháng 11, ngành đường sắt đã thực hiện việc chuyển tải hành khách qua khu vực đường sắt đang bị ách tắc do tàu hàng chật bánh. Hiện tại vẫn chưa xác định được thời gian có thể thông tuyến trở lại.